là đi không nổi à? Làm gì có. Cái này nó nặng quá chứ còn gì. Đâu, con bê được một tay đi chú ạ. À, con bê được một tay đấy hả? Có nặng lắm không con trai? À, không nặng lắm. Không nặng lắm, trời tội nghiệp quá trời luôn à. Nãy giờ ngồi bên kia hai bạn làm bạn với nhau chưa? Dạ chưa. Vẫn chưa làm quen được nhau. Chưa làm quen được nhau à? Vâng. Bây giờ làm quen ngay, con hỏi bạn xem bạn như thế nào, con hỏi đi. Bạn ấy cứ hay trêu à. Trêu gì? Dạ và muốn con. Rồi bây giờ vậy nè, con làm quen với bạn đi, con hỏi thăm bạn coi bạn như thế nào. Bắt tay. Oh yeah. Con hỏi thăm bạn đi. Bạn ấy 7 tuổi là con biết rồi. 7 tuổi biết rồi đúng không? Vâng. Con hỏi bạn tên gì đi. Bạn ấy tên Thế Anh à? Giả bộ, tới đó mình giả bộ, mình hỏi mình làm quen với ai không biết tên Thế Anh. Giả bộ con hỏi bạn đi để bằng có cớ trả lời. Giả bộ thì con gọi gì là làm quen nhau nữa hả? Rồi bây giờ con hỏi bạn một câu nào mà con muốn hỏi đi nào. Bạn có thắng được tôi không? Con trả lời đi, đáp bạn hỏi con đấy. Chưa thử làm sao biết được ạ. Nhưng mà con có tự tin là con thắng được bạn không? Chờ. Bạn cũng nghĩ là bạn có thắng được tớ không? Chưa thi làm sao mà biết. Lại dùng lại câu hỏi của tớ rồi đó. Hai đứa này cứ copy pass tới sáng á. Rồi, thôi bây giờ thế này, thưa quý vị à, tôi sẽ có một cái trận tỷ thí cho hai bạn nhỏ của chúng ta. Lần trước bạn này thi về các đường ranh giới của các nước, bạn này thì thi về quốc huy. Vậy thì bây giờ mình combine hai cái đó lại với nhau để mình thi về thủ đô của tất cả các quốc gia trên thế giới. Nghe có vẻ dễ ha. Dạ thưa quý vị, không đơn giản như quý vị nghĩ. Hãy nhìn lên màn hình để xem 199 thủ đô trên 195 quốc gia trên thế giới. Thử thách định vị thủ đô. Bản đồ thế giới được chia thành 6 khu vực: châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, vùng Caribe. Con trỏ màu đỏ sẽ di chuyển trên bản đồ. Cứ mỗi 1,5 giây, con trỏ sẽ di chuyển sang vị trí mới. Chỉ có 199 thủ đô của 195 quốc gia trên thế giới. Còn lại đều là vị trí gây nhiễu. Ước tính có hàng nghìn vị trí như thế. Hai tuyển thủ sẽ quan sát, đồng thời sử dụng trí nhớ không gian. Khi con trỏ di chuyển đến vị trí của một thủ đô bất kỳ, tuyển thủ bấm đèn để giành quyền trả lời. Trả lời sai, điểm thuộc về đối thủ. Nếu tuyển thủ A giành quyền trả lời nhưng trả lời sai hoặc bấm giành quyền trả lời khi chấm đỏ đang ở vị trí gây nhiễu thì điểm cũng sẽ được cộng cho đối thủ. Có tất cả 4 hiệp đấu. Ở mỗi hiệp đấu, ai giành được 2 trên 3 điểm trước sẽ là người chiến thắng hiệp đó. Sau 4 hiệp đấu, ai đạt được tỷ số cao hơn sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Đáng để chờ đợi bởi vì cái sự tương xứng giữa hai đối thủ. Thưa quý vị, hiện nay là gần hàng ngàn cái dấu chấm đỏ. Nó nằm sát bên cái dấu chấm đỏ chính xác là thủ đô. Vậy thì chúng tôi sẽ khoanh vùng thành 6 khu vực. Trong mỗi một khu vực sẽ có một số lượng quốc gia và thủ đô nhất định. Cứ cách mấy giây là một cái chấm đỏ nó sẽ chớp và nó hiện cái dấu chấm kế tiếp, hiện cái dấu chấm kế tiếp, hiện cái dấu chấm kế tiếp. Nó đến cái dấu chấm nào mà các bạn cho rằng đó là thủ đô, các bạn bấm chuông và trả lời. Là các bạn phải cực kỳ tinh tế để biết cái dấu chấm đó có phải là vị trí đúng của một thủ đô nào chính xác của cái quốc gia đó hay không. Cực kỳ khó. Hiểu chưa? Ok. Chúng tôi mời quý vị cùng xem qua 6 cái bộ đề là 6 cái vùng lãnh thổ chúng tôi đã tách ra từ cái bản đồ thế giới to này. Đề rất khó chứ không phải khó. Đề rất khó bởi vì tôi đảm bảo nhé, người lớn chúng ta nhé, có nhiều người là bản đồ nguyên si như thế, biết là đất nước như thế, Brazil hoặc là Nga hoặc là Trung Quốc thế. Nhưng bây giờ bảo xác định vị trí của thủ đô nó nằm ở đâu cũng là khó rồi. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao có 199 thủ đô mà lại có 195 quốc gia thôi? À con muốn giải thích giùm chú à. Chú mời con, tại sao vậy?
Tại vì có vài nước 2-3 thủ đô. Nước nào 2-3 thủ đô, nói chú nghe coi. South Africa, tóm lại vân vân. Nhiều lắm. Nam Phi. Nam Phi, đúng rồi. Wow. Malaysia. Bolivia. Ờ, dạ. La Paz và Search. Dạ, dạ, dạ. Sao con trai? Jerusalem là của luôn cả Israel và Palestine đó. À, có nhiều cái thủ đô là của cả hai nước cộng lại đúng không con? Không, cái vùng đấy đang tranh chấp. Ok, 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 hiểu, hiểu. Cảm ơn con, chú đã nói rồi nha. Lần sau có gì con gửi mail chú, chú hiểu rồi. Nhưng con không. Con ơi, đây không phải là sân trượt băng nghệ thuật con trai. Ờ, con chú ơi, phải nhắn lại cho những người ban giám khảo này chứ. Nhắn lại cho ban giám khảo luôn. Ok, chú sẽ làm điều đó, chú sẽ lấy mail cho con hết nha. Ừ, cảm ơn con vì sự nhiệt tình. Sẽ như thế nào nếu tôi là ba của hai đứa này ta? Không, tôi không tưởng tượng được ngày đó. Để bây giờ hai con cầm môn chữ con gửi lại cho bác Nam. Ai thắng mới được cầm lại. Vâng. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị giám khảo sẽ lên chọn cho Trấn Thành mỗi người một khu vực để làm đề thi cho hai bé. Bắt đầu từ anh Nguyễn Quang Dũng ạ. Để chọn đề, cái xác định của một cái nước nào đó là rất khó. Xin mời anh Sâm. Tóc tiên mời em. Trong tất cả các châu thì châu Phi là châu duy nhất mà Tiên chưa tới, chưa đặt chân tới. Cho nên là Tiên muốn thử xem là không biết là hai bạn nhỏ này có làm được không. Và xin mời anh Trần Thành Nam. Châu Á thì tôi thấy là quá là gần gũi với các tuyển thủ của chúng ta, cho nên là tôi chọn một cái khu vực mà cá nhân tôi cũng cảm thấy rằng là ít người có thể là biết được tên của các cái thủ đô các nước đó. Đấy là một cái điều khó khăn. Và bây giờ mời hai con bước lên vị trí bục thi đấu. Thưa quý vị, bây giờ các bạn ấy sẽ được một lần ngó sơ qua cái hệ quy chiếu của cái bản đồ mới này. Bởi vì mỗi một loại bản đồ nó được dựa trên một cái phép chiếu khác nhau và được tính toán bằng những cái hệ thức toán học khác nhau, nên nhiều khi cái bản đồ các cháu xem ở nhà nó không giống với là cái bản đồ mà chúng tôi đang sử dụng ở đây, nên các cháu được quyền xem lại. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đề bài đầu tiên của giám khảo Nguyễn Quang Dũng. Xin mời. Châu Đại Dương gồm 14 quốc gia và 14 thủ đô. Mỗi tuyển thủ có 15 giây quan sát lại các thủ đô trước khi bước vào thử thách. Với độ khó tỷ lệ nghịch so với độ tuổi, phải thật sự tập trung thì Quang Bình và Thế Anh mới vượt qua được thử thách này. Các con ráng nhớ cho kỹ nha. Dân. Các con sẵn sàng chưa? Yes. Bây giờ bất cứ lúc nào mà dấu chấm đỏ nó hiện ra mà đúng cái thủ đô nào, tụi con bấm chuông giành quyền trả lời. Ai trả lời đúng được 2/3 đầu tiên là người đã thắng nha. Và bây giờ 1, 2, 3 bắt đầu. Đề khó không có những hình dung từ những cái hình ảnh mà là hình dung trong đầu áng khoảng không gian nó ở đâu đâu đâu. Mời Thế Anh. Bob Forest Bay của Papua New Guinea. Đáp án của chương trình là không chính xác. Tức là bạn mường tượng được cái câu trả lời trong đầu rồi, nhưng mà chỉ một chút xíu thiếu may mắn thôi. Và với cái áp lực mà đang thi đấu nữa, sợ người ta bấm trước mình á, lúc đó mình suy nghĩ nó chưa hoàn toàn chín chắn, mình chỉ cảm giác thì mình bấm. Thì tôi nghĩ đó là một cái thú vị trong cái thi đấu đối đầu. Chúng ta thường hay xảy ra những cái việc như vậy. Và con có đáp án nào không hả con trai? Dạ, nó phải phía dưới hơn. À, phải phía dưới hơn à. Chúng ta có một điểm cho Quang Bình và đó mới là cái điểm chính xác. Ta tiếp tục.
Thế Anh. Vẫn là Thế Anh, nhanh hơn chút xíu, mời con. Ở Honiara của quần đảo Solomon. Đáp án của chương trình. Yes. Chính xác. Một đều. Tiếp tục. Khi mà ở trên một cái bản đồ mà nó không có xác định một cái vị trí mà tuyệt đối chính xác á, thì những cái điểm chấm nó chấm chấm nó gần gần nhau quá. Quang Bình. Con thưa chú là Port Vila của Vanuatu ạ. Đáp án của chương trình. Nó nói mấy cái nước mà tôi không biết gì. Không biết cái nước đó nằm ở đâu. Tôi không dẫn chương trình này nữa đâu. Chưa bao giờ tôi thấy tôi nhục nhã như vậy. Không phải mình em đâu. Vô rồi. Có ai biết cái nước đâu quý vị? Không biết luôn. Dạ, như vậy tôi hết nhục rồi. Dạ. Tôi không phải là người duy nhất. Dạ vâng. Ok. Chúng ta xong trận 1 và 1-0 cho bạn Quang Bình. Bạn Quang Bình có một cái kỹ năng về tiếng Anh, ngoại ngữ, cho nên đọc tên thành phố nó rất là chính xác, cho nên cái tự tin đó nó cũng giải quyết được vấn đề tự tin trong cái cuộc thi đấu này. Bây giờ mời hai con đổi chỗ, chúng ta thi tiếp tục trận thứ hai nha. Trận thứ hai, bản đồ hiển thị là châu Âu, 44 quốc gia và 44 thủ đô. Đây là đề thi của giám khảo Lại Văn Sâm, người đàn ông đã trải qua thanh xuân tại châu Âu. Mời tụi con chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chọn châu Âu đơn giản là bởi vì tôi thích châu Âu. Gần như là tôi đi khắp châu Âu rồi. Cho nên mình nghĩ rằng là khi mà các cháu nó theo dõi thì mình đoán được là đúng hay sai. Thời gian đã hết. Và bắt đầu. Bạn Thế Anh bấm trước, mời con. Riga của Latvia. Đáp án của chương trình là chính xác. Tiếp tục. Mời Thế Anh. Vilnius của Lithuania. Đáp án. Lần này Thế Anh là có vẻ giỏi nha. Thì Thế Anh thể hiện rõ là cái thế mạnh của bạn ấy. Nhớ các quốc gia theo các đường viền biên giới. Khi mà có đường viền biên giới thì nó không sai cái gì cả. Chuẩn bị, tiếp tục. Thế Anh. Thế Anh, 3 giây 39. Mời Thế Anh. Berlin của Germany. Nó nói mình giật mình nữa, Đức mình đến rồi. Đáp án. Đó là thủ đô Berlin của Đức. À, thủ đô của Đức tôi không đoán được, mặc dù tôi đến Đức rồi. Ha, qua châu Âu tôi biết. Như vậy ở trận thứ hai, tỷ số cân bằng 1-1. Yay. Tụi con lại đợi dỗ. Này có vẻ không phải là đồng hồ đâu mà phong thủy. Đây là khu vực thứ 3. À, tôi xin có một đề xuất nhỏ nhỏ như thế này để tăng độ khó cho tiết mục của hai tuyển thủ của chúng ta. Tôi thấy rằng là nhiều lúc thì chúng ta sẽ xác định được cái thủ đô của một cái quốc gia dựa vào cái đường biên giới của cái quốc gia đó, thì đó có những cái điểm tựa để cho các bạn ấy có thể là nhận ra được. Nhưng bây giờ muốn đánh giá thêm cả cái năng lực định vị và năng lực tư duy trong không gian của các bạn ấy như thế nào và có chính xác hay không, tôi đề nghị là trong hai lượt trận tiếp theo này thì chúng ta sẽ xóa bỏ đi những đường biên giới của các quốc gia. Wow, như vậy là cả một cái bản đồ chỉ còn một màu duy nhất. Tụi con đồng ý không? Có.
Yes. Như vậy chúng ta sẽ theo ý kiến của anh Nam là xóa tất cả các đường biên giới của các quốc gia và nó chỉ còn một châu lục thật là to thôi. Chúng ta cùng xem đề tiếp theo của giám khảo Tóc Tiền. Đó là châu Phi. Tôi biết cái gu của Tóc Tiền mà. Tôi còn nghĩ sơ qua nhá. Tôi muốn đưa thêm được cái năng lực định vị chính xác ở trong không gian, vị trí của thủ đô các nước ở trong một cái lục địa mà không còn có đường biên của các nước nữa. Cái điều này làm cho cái độ khó trở nên là tăng lên rất là nhiều, vì tất cả những cái điểm nhiễu do ban tổ chức đưa ra thì rất gần với cả cái điểm chính thức. Ba, hai, một, bắt đầu. Có những cái nơi mình biết, kiến thức mình biết nhưng mình cũng không nhanh bằng. Và khi những cái điểm chấm bắt đầu nó thay đổi thì mình rối. Mời Quang Bình. Con thưa chú là Cairo của nước Ai Cập ạ. Cairo của Ai Cập. Đáp án của chương trình là... Chính xác. Wow, giỏi. Tiếp tục. Kỳ phùng địch thủ, hai bạn nhỏ là rất là tương xứng. Mời thế anh. Mogadishu của Somali. Đáp án của chương trình là... Tiếp tục. Mời thế anh. Tâm của Sudan. Đáp án của chương trình. Sai. Không chính xác và điểm thuộc về Quang Bình. Đối với cả những cái luật chơi, nếu mà cái câu trả lời sai của chúng ta thì sẽ tặng điểm cho đối thủ. Thì cái điều cần nhất và ưu tiên số 1 phải là chính xác trước cái tốc độ. Và vòng này lại là 2-1 nghiêng về bạn Quang Bình. Và trận này Quang Bình lại thắng. Mời các con đổi chỗ cho trận cuối cùng. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Quang Bình. Và đây là trận chiến cuối cùng của hai người kỳ phùng địch thủ. Đó là đề bài Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe. Thấy cái vùng Caribe này là thấy nguy hiểm rồi. Không biết là các bạn nhỏ sẽ như thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời Quang Bình. Con thưa chú là Ottawa của Canada. Chúng ta cùng xem. Chính xác. Tiếp tục. Thế anh. Mời Thế Anh. Nassau của The Bahamas. Đáp án của chương trình. Tiếp tục. Mời Quang Bình. Con thưa chú là Washington DC của Mỹ. Đáp án của chương trình là... Wow.
lại là 2-1. Nhưng trận này Quang Bình đã chiến thắng và tỷ số chung cuộc là 3-1. Hôm nay bạn Thế Anh của chúng ta vẫn rất là giỏi nha. Đôi khi chỉ là hơi sơ sẩy một chút xíu thôi, chứ còn bạn Thế Anh quá giỏi luôn đấy nha con nhỉ. Thắng thua không quan trọng. Thắng thua không quan trọng. Thắng thua không quan trọng, đúng rồi. Đâu, con đứng dậy để Thế Anh nè. Thế Anh ơi, Thế Anh ơi, nghe chú Thành nói nè. Hôm nay là con rất là giỏi rồi biết không. Chúng ta là chỉ có chậm hơn nhau thôi đúng không. Cuộc thi là mình coi có ai nhanh hơn, ai may mắn hơn nữa đúng không. Đồng ý không? Không việc gì phải buồn cả, hôm nay con rất giỏi. Và đề nghị khán giả cho bạn Thế Anh một tràng vỗ tay. Rất xuất sắc. Con phải nhớ nha, không chiến thắng không đồng nghĩa là mình thua cuộc nha. Rồi bắt tay nào. Cảm ơn con trai, rất là giỏi. Bây giờ thì dù gì đi nữa thì bạn cũng có chiến thắng trước mình đúng không. Bây giờ mình là đàn ông, mình phải đối diện với sự thật. Và bây giờ Thế Anh nói một câu gì với bạn. Đúng rồi, mạnh mẽ lên nè. Nói một câu gì chúc mừng bạn mình đi nè. Con tập nói đi. Con lớn rồi, con tập nói một câu chúc mừng bạn đi. Ta biết trong 31 con thắng thì bạn cũng sẽ chúc mừng con đúng không nè. Rồi mình tập, mình nói câu chúc mừng bạn đi nè, cho nó dễ thương nè. Chúc mừng bạn. Giỏi. Cảm ơn con. Thưa quý vị, và trong trận chiến vừa rồi là bạn Quang Bình đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng bạn Thế Anh, mặc dù không chiến thắng nhưng cũng cực kỳ tài giỏi. Xin vỗ tay chúc mừng. Cảm ơn con trai. Bây giờ mình về nhà, mình học lại ha. Để năm sau biết đâu chương trình lại tổ chức, con sẽ lại thi lại và mình sẽ chiến thắng con nha. Chúng ta sẽ trở lại lợi hại hơn xưa. Đồng ý không? Bắt tay nha. Yeah. Cảm ơn con trai. Chào tạm biệt con nha. Thì thương quá. Hồi nay con thi con có hồi hộp không? Con hồi hộp hơn cả bố mẹ luôn. À vậy hả? Nhưng mà lỡ mà con thua thì sao? Con không biết, nhưng mà miễn là con làm được nó hay. Con làm được nó hay là được rồi phải không? Thế bác Dũng có lời nói gì với cháu mà? Cuộc thi đấu của mấy em nhỏ là mình nhớ cái kỷ niệm khi mình hồi nhỏ. Tức là khi mình cũng 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi thì cũng thi đấu bóng bàn. Thì mỗi một cái trận thua cũng rất là buồn, cũng ra khóc rất là nhiều. Có hôm đập cái vợt gãy thì ba mình cũng có la nè, con phải tôn trọng cái vợt của con. Và khi bây giờ mình nhìn lại, nhờ những cái cuộc thi đấu khi mà còn nhỏ, mình đã được tiếp xúc với những chuyện thắng và những chuyện thua từ rất nhỏ. Có ba mình dạy mình và mình ứng xử được, mình nhìn được cái thắng đó như thế nào, cái thua nó như thế nào, nó vượt qua. Và sau này mình ra đời, cũng có khi mình thành công, cũng có khi mình thất bại. Và nhờ cái quá trình mà từ nhỏ mình đã quen với chuyện thắng thua, cho nên mỗi lần mình thành công hay mình thất bại, mình đều ứng xử nó một cách bình tĩnh để mình cố gắng cho những lần sau. Thì mình nghĩ cái cuộc này với các em nhỏ là điều rất là tốt. Quan trọng là phải ứng xử với điều đó. Chính xác. Tại vì quý vị thấy rằng là cũng cùng một vấn đề, người này sẽ thấy nó rất là nặng nề, người kia thì thấy nó nhẹ tựa lông hồng. Là vì sao? Là vì chúng ta định nghĩa nó khác nhau. Chúng ta chỉ còn thay đổi cái định nghĩa trong đầu mình thì cái vấn đề sẽ dễ dàng được nhận thấy hơn. Thay vì mình định nghĩa là tôi đã thua một người, thì mình hãy định nghĩa cái điều mà tôi đã thua một người là trong cuộc thi này tôi chưa chiến thắng được bản thân mình. Lần sau tôi sẽ phải tốt hơn như thế. Chỉ là vậy thôi, chúng ta sẽ dễ dàng hơn, đúng không? À, con lại có ý kiến à? Thì con có nghe là cô tóc tiên bảo sợ nhất không phải cái gì mà sợ nhất là không có gì chinh phục ấy.
Thế bây giờ hôm nay cho cô nói thêm một câu nữa nha. Bây giờ bạn nhỏ này nhớ từng chữ mình nói luôn, cho nên là chứng tỏ rằng là người lớn mình nói ra những cái gì đối với con nít nó cực kỳ quan trọng luôn, nó in hằn vào. Cái chiến thắng ngày hôm nay thì rõ ràng quá rồi, mọi người đều thấy. Nhưng cái điều mà cô rất là cảm kích ở bạn Quang Bình đó là có lẽ là cái tinh thần chia sẻ, cái hành động chia sẻ của bạn ấy với cái người đối thủ của mình. Nhiều khi người lớn mình không làm được cái chuyện này, nhưng mà một bạn rất là nhỏ chia sẻ và an ủi, vỗ về, động viên. Cô mong rằng là sau này khi Quang Bình lớn lên, Quang Bình vẫn giữ được cái tinh thần chia sẻ giữa những người đối thủ như với nhau như vậy. Vâng. Vâng. Yeah. 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 Dạ mang. Rất là ngầu. Yeah. Anh Nam, anh đánh giá như nào về phần thi vừa rồi ạ? Đúng là trong cái tiết mục này thì cũng là làm khó hai bạn nhỏ. Quý vị chắc là cũng thấy đấy, siêu trí tuệ ở Việt Nam thì chúng ta cần phải đánh giá được những cái năng lực đa nhiệm của các bạn ấy. Rõ ràng là ở trong cái vòng đầu tiên thì là hai bạn là ngang tài ngang sức. Đến vòng thứ hai về định vị không gian thì là Quang Bình có nhỉnh hơn một chút, cũng chỉ một vài phần trăm của giây so với cả đối thủ của mình thôi. Đấy, và cái thái độ của Quang Bình cũng là một cái điều mà giống như là các vị giám khảo đã chia sẻ rồi. Chúng ta thắng thì không kiêu, bại thì không nản. Và trên cái con đường mà trở thành siêu trí tuệ Việt Nam thì chúng ta cần phải có một cái thái độ giống như là Quang Bình. Chúng ta phải dám đối diện với những thách thức, dám đối diện với cả những thất bại. Và đấy là cái thái độ đúng của các siêu chiến binh của siêu trí tuệ Việt Nam. Chúc mừng Quang Bình. Đấy mới gọi là khiêm tốn chứ. Thật tôi mê đúng không ạ? Bác hỏi Quang Bình một câu nhá. Dạ vâng ạ. Nếu như không phải là Quang Bình thắng mà Quang Bình thua thì có khóc giống bạn Thế Anh không? Dạ không, thắng thua không quan trọng. Mà bố con bảo là miễn là mình làm được nó tốt ạ. Tôi hỏi là bởi vì cậu bé này 2 năm trước chơi với tôi. Sau 2 năm thì tôi nhận thấy là cậu phát triển toàn diện. Không những nâng cao cái trình độ về trí nhớ của mình mà còn thay đổi tính cách, trở thành một đứa con rất là ngoan. Tôi muốn nhân cái dịp này gửi tới tất cả những người lớn ở Việt Nam, hãy chú ý tới cái sự phát triển từng ngày của con mình. Bây giờ thì bất kỳ một cái gì, cho dù là nhỏ nhất, cũng có thể vào đầu của chúng nó, tác động tới chúng nó, hoặc theo tích cực, hoặc theo tiêu cực. Chúng ta hãy làm những điều tích cực nhất cho các con. Cảm ơn. Cảm ơn anh Sâm. Và chính vì điều đó, ngày hôm nay với cách cư xử này, với trí tuệ này, con xứng đáng để tiếp tục là một thành viên của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Chúc mừng Quang Bình. Quang Bình, cúp vẫn là của con. Mời con lên nhận lại. Tôi đây thật vinh.